Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy, tuần 10 thường niên. Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu nói: "Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ?" Thật và giả. Trong cuốn sách Nếu Biết Trăm Năm Là Bạn Hữu, tác giả Phạm Lữ Ân viết: "Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm. Nếu vằn mà khoác lên mình chiếc áo đốm thì hẳn nhiên chỉ thu hút các chàng đốm. Bi kịch là khi phát hiện ra cô ngựa vằn khoác lên mình bộ lông áo đốm thì chàng đốm cũng bỏ chạy. Đôi khi đó là cách ta đánh mất tình yêu." Đức Giêsu dạy các môn đệ hãy biết sống thành thật, thống nhất giữa lời nói và hành động. Có thì nói có, không thì nói không. Việc làm sẽ chứng minh cho lời nói chứ không phải là lời thề thốt trên môi miệng. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm cho thấy một đời sống thành thật. Trái với thành thật là lối sống giả hình. Có những cái giả hình biểu lộ ở trên bề mặt, nằm ở bên ngoài. Nhưng đi sâu vào tận đáy còn có một sự giả hình ghê gớm hơn. Chỉ ta với Chúa mới biết rõ cái giả hình đó. Giả hình trong tương quan với Chúa thì thực sự khủng khiếp. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống thành thật với Chúa, với nhau. Amen.